chiếc container tông hơn 20 xe máy ra trình diện công an. Khuya ngày 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức họp báo khẩn về vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều cùng ngày trên quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Nhật, ấp 3, xã Thành Đức, huyện Bến Lức, khiến 4 người chết, hàng chục người bị thương. Sẽ sớm khởi tố vụ án. Mở đầu, lãnh đạo công an tỉnh Long An cho hay cơ quan điều tra tỉnh này sẽ tiến hành khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Còn theo Ban ba an toàn giao thông tỉnh Long An, tài xế chạy đúng tốc độ cho phép, xe container chạy tốc độ 54 km trên 1 giờ, sau đó xuống 40 km trên 1 giờ, đến khi dừng hẳn. Hiện cơ quan chức năng đang vận động gia đình vợ con khuyên lái xe container ra trình diện công an. Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, ông Huỳnh Minh Phúc, Phó Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, hiện tại chỉ còn 4 nạn nhân trong vụ tai nạn chiều nay đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Lức, các nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Rờ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao tài xế chưa ra trình diện? Tại buổi họp báo ông khuất Việt Hùng, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông quốc gia đặt câu hỏi, tại sao đến giờ phút này tài xế vẫn chưa ra trình diện? Đồng thời ông yêu cầu cơ quan điều tra nhanh chóng có kết luận ban đầu cũng như thông tin sơ bộ liên quan đến vụ việc. Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An thông tin, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã có mặt phong tỏa rào chắn và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Xác định ban đầu tại thời điểm chốt đèn đỏ, xe container chạy bên phải trên quốc lộ 1 hướng Long An đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến gần đoạn đường trên có hai ô tô dừng ở phía trước, lúc này tài xế lách tay lái sang trái và gây ra vụ tai nạn trên. Có một số thông tin nói vụ tài xế có ăn tăng gia sử dụng bia rượu hiện phía cơ quan chức năng chưa xác định được. Cần truy trách nhiệm chủ ô tô đầu kéo xe container. Phát biểu tại buổi họp báo ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận sau sự cố xảy ra cần nghiên cứu lại việc phân luồng xe máy ra một bên, ô tô một bên bởi làn xe hỗn hợp rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn tương tự đã xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Đồng thời, cần xem xét vấn đề đèn đỏ trên quốc lộ 1, bởi xe lưu thông tốc độ cao thì dừng lại rất nguy hiểm. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu cần kiểm tra việc cấp phép đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đức. Ông đặt nghi vấn và yêu cầu cần kiểm tra gấp doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh, nhưng hoạt động có đúng pháp luật hay không. Trách nhiệm doanh nghiệp này đến đâu mà khi xảy ra sự cố, không thăm hỏi động viên các nạn nhân, không khuyên lái xe của mình ra trên diện. Thứ trưởng đề nghị cơ quan tỉnh Long An sớm khởi tố vụ án, Hồng nhấn mạnh sau khi vụ tai nạn xảy ra, phía công ty có xe gây tai nạn đã thiếu trách nhiệm không trực tiếp giải quyết hiện trường, động viên gia đình bị nạn. Thứ trưởng Thọ gửi lời chia buồn của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tới các gia đình nạn nhân, đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, tránh gây hoang mang dư luận. Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An cần tiếp tục thăm hỏi động viên những người bị nạn và người thân để sau trong đau thương còn có niềm động viên đến gia đình họ, lời ông thọ. Vì thứ trưởng cũng đề nghị Bệnh viện cho Rẫy tạo điều kiện cứu chữa tốt nhất cho các nạn nhân vụ tai nạn. Tài xế xe container đã ra trình diện công an. Cuối buổi họp báo, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An xác nhận tài xế gây ra vụ tai nạn vừa ra trình diện công an. Tài xế tên Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ ấp 1, xã Thành Đức, huyện Bến Lức, Hiện người này đang bị thẩm vấn nhằm làm rõ nguyên nhân tai nạn. Vụ container đâm 6 người tử vong ở Long An hé lộ nguyên nhân ban đầu. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 62G04348 kéo theo rơ móc đã bị đứt thắng dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng. Chiều ngày 2 tháng 1, thông tin với phóng viên báo điện tử Người đưa tin, đại diện công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, qua xác minh ban đầu, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 62C04348 kéo theo rơ móc đã xảy ra va chạm với nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ tại ngã tư bên Nhật, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, sau đó tiếp tục di chuyển đâm thêm nhiều xe máy đến tận chân cầu Bến Lức, thị trấn Bến Lức, Long An, cách hiện trường ban đầu khoảng hơn 200m mới dừng lại. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an nhận định chiếc xe này bị đứt thắng, dẫn đến không thể kiểm soát được chiếc xe, dẫn đến tai nạn kinh hoàng, vì đại diện thông tin thêm. Theo thông tin ban đầu mà phóng viên nhận được, các nạn nhân đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Long An. Một lãnh đạo bệnh viện này cho biết, bệnh viện đã cử nhiều bác sĩ, y tá, túc trực để hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố thương vong chính thức, Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thì đã có ít nhất 6 người tử vong và 23 người bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân nguy kịch, số xe gắn máy bị cán nát là 21 xe. Chia sẻ với phóng viên bà Lưu Thị Tâm, ngủ gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn, hãy hùng nhớ lại, vụ tai nạn xảy ra rất nhanh, thời điểm đó tôi đang ngồi bên đường thì thấy một chiếc xe đầu kéo lao vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, khi tai nạn xảy ra, tôi không dám nhìn, sau đó là hàng loạt tiếng kêu cứu. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người dân đã chạy tới hỗ trợ đưa những người bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thực sự quá kinh hoàng, ông Lê Văn Nam, ngụ huyện Bến Lức thông tin. Một nhân chứng khác tên Nguyễn Hùng, tài xế xe khách kể lại, chiếc xe đầu kéo đã kéo lê hàng loạt xe máy hàng chục mét rồi mới dừng lại, khi dừng lại thì dưới gầm xe có 4 chiếc xe máy, sau khi gây tai nạn, tài xế mở cửa xe đi khỏi hiện trường. Theo tài xế Hùng, trước vụ tai nạn thảm khốc, tài xế Hùng không dám chạy xe mà dừng xe bên đường quán nước để bình tâm cũng như nắm thông tin về vụ tai nạn. Hiện tại có rất đông cán bộ công an của tỉnh Long An và của huyện Bên Lức có mặt để điều tra cũng như phân luồng giao thông, tài xế Hùng nói thêm Vụ container gây tai nạn thảm khốc, rung mình nghe lời kể của nhân chứng. Tới chiều nay, ngày 2 tháng 1, Công an huyện Bến Lức đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Nhược, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trước đó khoảng 15 giờ chiều, chiếc container biển số 60C04368 do tài xế tên Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngủ tại Thành Đức, Bến Lức, Long An, điều khiển chạy trên quốc lộ 1A hướng miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến ngã tư Bình Nhược, thì tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, chiếc container này vẫn tiếp tục chạy thêm 200m nữa và đã lùa thêm một số xe máy khác vào gầm. Hậu quả vụ tai nạn làm 21 chiếc xe máy nằm ngổn ngang, ba người chết tại chỗ, 17 người khác bị thương đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Huyện Bến Lức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An và Bệnh viện chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phùng Văn Non, trưởng Ban An toàn giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường. Là người chứng kiến vụ tai nạn, anh thông nhà ở cách hiện trường vài mét kể lại: khi nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ, chiếc container lao tới với vận tốc rất nhanh. Sau đó tông mầm làm nhiều người và xe máy ngã nhào xuống đường. Khi chiếc container chạy qua thì để lại hiện trường kinh hoàng, nhiều người gào khóc kêu cứu, nhiều người nằm la liệt. Lúc chiếc xe container gần tới ngã tư, tôi có nghe một tiếng còi xe, nhưng không rõ là phải của chiếc xe này hay không. Xe này lao tới với tốc độ rất nhanh, nhìn hiện trường lúc đó ghê lắm, anh Thông kể lại. Tại bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh, anh trong Quốc Lợi cho biết, khi anh chạy tới hiện trường đã thấy người nằm la liệt, một số người chết tại chỗ. Những người bị thương nhanh chóng được anh Lợi và người dân chuyển lên Bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu. Một số ca chấn thương nặng tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Đích thân anh Lợi cũng đã lên Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc những người bị thương. Bắt hàng loạt xếp trốn thuế ở trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Cảnh sát vừa bắt giữ khẩn cấp Ngô Ba Thắng, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, chi nhánh Long An và 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật nhằm che giấu doanh số thu phí trốn thuế tại các trạm thu phí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật của chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí trôn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Căn cứ kết quả đấu tranh đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ 5 người trong trường hợp khẩn cấp gồm 1. Ngô Ba Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh 2. Trần Văn Miền, Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm trạm trưởng trạm thu phí chợ đêm Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh 3. Tô Phước Hùng, kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. 4. Nguyễn Thị Kim Huệ, kế toán công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. 5. Nguyễn Văn Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Xuân Phi. Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng để điều tra.